nhà cửa, ruộng vườn ngập sâu trong nước. Các hồ nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ liên tiếp đã ảnh hưởng nặng nề đến miền Trung. Từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11, bão lũ tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp bị tổn thương nghiêm trọng với 4.000 hecta lúa, 7.600 hecta hoa màu, 139.565 hecta rừng, 12.672 hecta nuôi thủy sản bị thiệt hại, 38.500 con gia súc, 3.214.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 165 km đê biển, cửa sông bị sự cố, 45,9 km kè bị hư hỏng, 88 điểm sạt lở bờ biển với tổng chiều dài là 141 km, thiệt hại kinh tế ước tính trên 30.000 tỷ đồng. Nhiều gia đình kiệt quệ, người dân mất nhà, mất tài sản và cả tư liệu sản xuất. Thiếu lương thực, thực phẩm là câu chuyện khó khăn trước mắt, nhưng thiếu công cụ sản xuất, con giống là vấn đề cốt yếu cần được xử lý kịp thời để người dân tái thiết cuộc sống. Đây là căn nhà của gia đình chị Hồ Thị Liên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, sau những đợt bão lũ nối tiếp nhau. Đợt lũ vừa qua đã cuốn trôi hết 3 con bò, tài sản lớn nhất của gia đình chị. Những ấp ủ khi bán bò sẽ có tiền cho con cái ăn học, chăm sóc thuốc thang cho người chồng nằm liệt giường nhiều năm nay vì tai nạn lao động, bỗng chốc tan biến. Tài sản như được con bán con bò mà mất đi cả là như em có nguyện vọng là có được nhà hảo tâm nào họ cho được ít tiền để mua con mẹ để làm cái kế sinh nhai để nuôi con đó. Còn đối với gia đình bà Quế, toàn bộ tài sản, trâu bò, lợn gà, thóc giống đều bị nước lũ cướp đi tất cả. Vốn quen tay chân với công việc chăm sóc lợn gà hàng ngày, nhưng bây giờ bà đã thất nghiệp ngay chính trong căn nhà của mình. Từ một cuộc sống ổn định, bây giờ bà có nguy cơ tiệm cận với hộ nghèo, khi mọi nguồn thu nhập trong gia đình đều bị mất. Mọi bữa về cho lợn ăn, cho gà ăn, cho lợn ăn, cho con gia súc, bần ý không có một cái con gì là cả. Trời vô, trời ra mẹ nhìn con nhìn mẹ, không có một cái công việc để mà làm. Tới đấy rồi là vốn không có để mà mua tải lại để mà chăn nuôi. Trong đợt lũ vừa qua, Cẩm Xuyên là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Hà Tĩnh. 11 tấn lúa giống đã bị ngâm trong lũ. Chưa đến vụ gieo trồng mà lúa đã nảy mầm. 230 con trâu, 7.000 con lợn, 400.000 con gia cầm bị chết do nước lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại lên đến 1.700 tỷ đồng. Thiệt hại càng lớn, đồng nghĩa với sinh kế của người dân ngày càng bấp bênh. Huyện đã chủ động yêu cầu tất cả các cấp các ngành hệ thống chính trị vào cuộc khảo sát đánh giá lại thiệt hại trong nhân dân để thực sự là như vậy là làm sao là sát nhất. Khôi phục lại cái phát triển nền kinh tế cũng kính mong rằng là các cấp các ngành hết sức quan tâm hỗ trợ cái cây giống, con giống cho các hộ tại khôi phục sản xuất một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Với người dân vùng lũ, còn người thì còn của, nhưng hiện tại bà con đang rất cần công cụ sản xuất, cây giống, vật nuôi để tái thiết lại cuộc sống, vực dậy kinh tế sau lũ. Hàng nghìn hộ nông dân ở Cẩm Xuyên đang có nguy cơ rơi vào cảnh tái nghèo sau bão lũ. Đây là thửa ruộng có diện tích gần một mẫu của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng. Thời điểm này năm trước, gia đình ông đang chuẩn bị thu hoạch những ruộng củ cải để xuất đi các tỉnh lân cận. Năm nay cũng trên mảnh đất này, gia đình ông gần như phải nhổ bỏ để bán vớt vát chút vốn, bởi chỉ thời gian ngắn, cây trồng này sẽ bị thối củ vì đã ngấm nước lũ. Củ cải mà thời điểm đắt nhất là ở đấy thường thời điểm đắt nhất là củ cải mà 3 củ một ký là cải 12-13. 12.000 một ký ạ. Thì có thể là sao đến gần chục triệu. Mà nếu như những thời điểm này thì khoảng gần một sao máy được có 200 đến 200 bạc nữa. Là vì chỉ có lá với nó về thì họ bỏ dán thôi chúng thì mà để ra cũng quá tiền được. Trên cánh đồng màu có diện tích hơn 1 hecta của hợp tác xã Thuận Hòa, nhiều xã viên cũng đang xuống giống ngay sau khi lũ rút. Vì vụ rau màu trước đã mất trắng, nay họ tiếp tục trồng mới bất chấp những rủi ro của thời tiết mang lại. Người dân thì vẫn lo lắng chứ mà cũng phải làm. Dạ, làm ngoài này thì cũng đã lâm nóng thì nói chung là thời tiết thì không biết như thế nào nên là thời ba con cũng cứ làm được. Thế nếu mà thất bại thì cũng phải chấp nhận mà nếu mà được thì
thì được bán được với cái giá cũng đỡ. Không chỉ hoa màu, những hộ nuôi trồng thủy sản như gia đình anh Hữu cũng thiệt hại nặng nề. Gia đình anh đã đầu tư hơn 200 triệu nuôi cá chẽm, cá hồng Mỹ, cá bớp trong lồng, bè. Sau một đêm lũ lên, mọi thứ còn lại chỉ là những chiếc lồng bè hư hỏng này. Lũ đi ngang qua thì nó cuốn trôi hết cá chết. Tổng thiệt hại được tính tầm khoảng 130 đến 140 triệu. Còn mà ở đây cả làng này ước tính phải được 2 tỷ. Riêng xã Triệu Phước có trên 160 hectare nuôi trồng thủy hải sản do ảnh hưởng đợt lũ 17 tháng 10 vừa qua. Hơn 150 hộ dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn, ước tính trên 10 tỷ đồng. Còn toàn tỉnh Quảng Trị có gần 1.000 hectare nuôi cá và 400 hectare nuôi tôm cũng bị cuốn trôi. Nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Chính quyền địa phương cũng đề nghị cấp trên cũng như cơ quan chức năng là có cái chính sách hỗ trợ đối với những người nuôi trồng thủy sản như là giống, rồi là khắc phục một số đê điều bị hư hỏng để cho bà con là tái tạo sản xuất. Trắng tay, bất lực là tình cảnh phần lớn những người nông dân này đang phải gánh chịu. Họ không còn khả năng gượng dậy để khôi phục sản xuất. Không những thế, môi trường sau lũ đang bị ô nhiễm nặng nề. Lũ rút cũng là lúc nhiều ngôi làng bị rác bủa vây, ngâm nhiều ngày trong nước, xác động vật bắt đầu phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Môi trường nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao. Thường thường cứ sáu lụt ra rồi là thường bị ô nhiễm cả cái nước, nước bẩn đó nè, dịch bệnh nhiều. Trong và sau mưa lũ, vô số các vi sinh vật, bụi, rác, chất thải theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Ngay sau khi nước rút, song song với việc tổng dọn vệ sinh môi trường, lực lượng y tế địa phương đang cùng với người dân tích cực xử lý nguồn nước sinh hoạt. Đây là yếu tố bắt buộc các địa phương vùng lũ cần triển khai. Được rút đi trạm y tế xã Đình Ban kết hợp với trung tâm y tế huyện Thạch Hà là nhận hóa chất cloramin B về để khử khuẩn cho người dân sau lũ. Ra chúng tôi cùng đi từng nhà, đặc biệt là chủ trọng đối với những cái hộ gia đình mà ngập sâu, có giếng nước, công trình vệ sinh ngập sâu là chúng tôi xử lý trước. Chúng tôi đã cử cán bộ y tế xuống tận từng thôn xóm những cái nơi mà bị ngập lụt, hướng dẫn bà con xử lý môi trường, thu gom rác thải, tiêu độc khử trùng, trôn xác động vật chết ở những cái nơi để tránh gây ô nhiễm cho môi trường. Theo các chuyên gia, sau lũ lụt, một số các loại dịch bệnh sẽ bùng phát do môi trường bị ô nhiễm từ nguồn nước, không khí. Những dịch bệnh phổ biến trong mùa mưa lũ như sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh đường tiêu hóa như tả lị, thương hàn, tiêu chảy, bệnh nước ăn chân, cảm cúm, đau mắt đỏ. Tại Hà Tĩnh đã cùng một lúc ghi nhận 4 kỷ lục lịch sử, lượng mưa trong 24 giờ cao nhất, lượng mưa trong một đợt cao nhất, lượng mưa cao nhất và tháng có tổng lượng mưa lớn nhất trong vòng hơn 60 năm qua. Khi mưa lũ qua đi, để lại làng mạc tan hoang, nhiều công trình xây dựng cũng bị phá hủy. Con đường liên thôn thuộc xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giờ đây đã bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt thôn xóm. Nước lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hơn 5 mét. Toàn bộ hệ thống tường rào của trường tiểu học Cẩm Duệ cũng bị nước lũ đánh sập. Nhà dân đã bị trút lử, là có như là nhiều đoạn đường là bị cắt đứt không đi được, nhà cửa là bị sập hết cả, có tài sản của nhà như trong nhà là trôi hết, cũng có cái gì dùng là hết cả. Trước thực trạng trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 100 chiến sĩ để tiến hành gia cố đoạn đường bị sạt. Tuy nhiên, do đoạn sạt lở kéo dài, mực nước sông sâu chảy xiết nên tình trạng sạt lở chưa thể khắc phục ngay. Việc sử dụng cái giải pháp thả rò đá chỉ là mang tính trước mắt để kịp thời giảm thiểu cái sự sói lở gây sụp lún ở tại thời điểm này. Còn về lâu dài thì chúng ta các cái vị trí này thì cần phải có một cái biện pháp nó mang tính kiên cố, đó là cần phải kè chống sạt lở. Còn tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, địa phương cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ vừa qua. Nhiều công trình nông thôn mới cũng bị tàn phá. Hệ thống kênh mương, đường liên thôn, trạm bơm thủy lợi bị lũ khoét sâu, hư hỏng nặng. Điều đáng nói, những công trình này nằm trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các địa phương với nguồn vốn tương đối lớn, nay cũng trở về số 0. Ấn định là vào năm 2019, nhưng mà để về phấn đấu là về đích trước là 2007 là về đích trước 2 năm. Nhưng trong những cái tiêu chí đó thì có những tiêu chí cũng là đến nay là đã cản đi cho những lời có vấn đề bị tụt xuống. Anh em nó cố gắng tập trung, cấp ủy đảng chính quyền nó tập trung mà cố gắng để là
nhằm kêu gọi sự đầu tư và đóng góp của con em xa quê để hỗ trợ để phấn đấu là cuối năm nay là về xây dựng nâng cao. Nhưng hiện thời điểm này là tiếp tục là khó khăn. Đối với các cái tiêu chí nông thôn mới thì đặc biệt đối với các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thì bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Đối với các đặc biệt là đối với cái hệ thống hàng rau xanh, rồi các khu các vườn mẫu là bị thiệt hại hết sức nặng nề. Trước tình hình đó thì huyện cũng đã chủ động chỉ đạo các thôn, các bà con nhân dân tập trung để khắc phục. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã hoàn thành mục tiêu và về đích, nhưng bị phá hủy trong chốc lát. Còn với người dân vùng lũ, họ vẫn đang phải trông chờ vào nguồn cứu trợ của nhà nước và các nhà hảo tâm. Việc huy động nguồn vốn đóng góp xây dựng nông thôn mới có lẽ là bất khả thi, nhất là khi họ vừa trắng tay sau lũ. Sau thiên tai, một loạt các giải pháp đã được thực hiện để khắc phục hậu quả và thúc đẩy sản xuất. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 165 NQCP ngày 5 tháng 11 năm 2020 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng do thiên tai gây ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chủ động ứng phó mưa bão lũ, khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất do thiên tai gây ra. Chính phủ đã xuất cấp 15.804 tấn gạo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký 4 quyết định xuất hỗ trợ 23 tấn hạt giống ngô và 15,8 tấn hạt giống rau cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng hỗ trợ 13 tấn lúa ngô giống các loại để giúp người dân 4 tỉnh trên từ nguồn xã hội hóa. Trước mắt, để các địa phương cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các mô hình sản xuất cây con giống ngắn ngày để nhanh chóng khôi phục sản xuất, bảo đảm có sinh kế cho người dân ngay sau khi thiên tai đi qua. Thứ nhất là tập trung vào cái sản xuất ngắn ngày để đảm bảo cho bà con có cái cuộc sống và có cái thu nhập luôn. Thứ hai nữa là lựa chọn một số cái vật nuôi, ví dụ như là gà, vịt cũng nuôi ngay. Bộ đã bố trí hỗ trợ hơn 1 triệu giống, con giống để bà con sản xuất ngay, để có thể phục vụ ngay cho cái trước mắt và cái dịp Tết này. Thế còn về lâu dài đấy, cái quy hoạch lại vùng sản xuất. Những cái chỗ nào mà nó bị tổn thương quá lớn, 2.600 hecta đất bị vùi lấp thì tính toán là có thể không cấy lúa, chuyển sang làm cái khác. Bên cạnh những nỗ lực khắc phục khó khăn trước mắt để giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống, những giải pháp dài hạn nhằm khôi phục sản xuất cũng cần chú trọng vấn đề quy hoạch vùng, ưu tiên những con, cây giống có khả năng chống chịu với thiên tai, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để phát triển bền vững. Lê Conference là giống lê có vỏ trái màu xanh, hình dáng nhỏ gọn, bắt mắt, thịt quả có màu trắng kem, cứng, giòn. Giống lê này được tìm thấy ở các khu rừng trên khắp châu Âu từ thời cổ đại xa xưa. Những dấu vết của giống lê này được tìm thấy trong các ngôi nhà bên hồ của Thụy Sĩ. Nó được đề cập trong các tác phẩm cổ nhất của Hy Lạp và được phổ biến, trồng nhiều ở thời La Mã cổ đại. Cây có kích thước trung bình từ 10 đến 17 mét và thường có tán cao, hẹp. Giống lê này chịu được nhiệt độ lạnh. Chúng rụng lá để thích nghi. Chúng có thể chịu ở nhiệt độ âm 40 độ. Giống lê Conference có bông hoa màu trắng, hiếm khi nhuốm màu vàng hoặc hồng. Đường kính từ 2 đến 4cm và có 5 cánh hoa. Hoa lê cũng giống như hoa của các loài táo và lựu. Nó có đường kính từ 1 đến 4cm. Lê Conference là giống chín giữa mùa, cỡ quả trung bình và có hình dạng của lê điển hình. Vỏ quả có màu xanh pha chút nâu đỏ, thịt quả màu hồng, vị ngọt và nhiều nước. Đây là giống cây có nhiều quả, thu hoạch từ cuối tháng 6 tới đầu tháng 8. Giống lê châu Âu này nên trồng bằng việc nhân giống, bằng ghép mắt hay ghép cành. Giống lê này có thể trồng ở nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất và cho năng suất cao ở đất màu mỡ có độ ẩm ở ven đồi, khe núi. Sau trồng 2-3 năm, cây đã có thể cho thu hoạch quả, tùy theo sinh trưởng và thu hoạch quả mà hàng năm có thể bón lượng phân cho một cây thích hợp. Lê Conference có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Những chất trong giống lê này có khả năng chống lại bệnh mãn tính bằng cách cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể, đồng thời hàm lượng chất xơ cao trong chúng có thể làm giảm cholesterol. Ngoài ra, trong loại hoa quả này chứa nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất